quay trở lại chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Và bài tiếp theo chúng ta nghiên cứu đó là bài số 7, định luật tuần hoàn, ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Với bài này chúng ta đi hai nội dung. Nội dung thứ nhất là định luật tuần hoàn, nội dung thứ hai là ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì như bài trước chúng ta đề cập đến sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A. Thì chúng ta cùng nhắc lại, trong một chu kỳ thì cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A có sự lặp lại sau mỗi chu kỳ. Ví dụ, chu kỳ số 2, lithium có cấu hình lớp ngoài cùng là 2s1, barium là 2s2, tăng dần đều đến nguyên tố nhóm 8a, neon là 2s2, 2p6. Số electron lớp ngoài cùng và cấu hình electron lớp ngoài cùng có sự lặp lại sau mỗi chu kỳ. Và sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng là nguyên nhân dẫn đến sự lặp lại tính chất các đơn chất và hợp chất, người ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn tính chất. Và từ những biến đổi về tính kim loại, tính phi kim, sự biến đổi về bán kính nguyên tử, về tính axit và tính base trong các chu kỳ và nhóm, thì người ta rút ra cái quy luật chung, người ta gọi đó là định luật tuần hoàn. Vậy nội dung định luật tuần hoàn này là gì? Đó là tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử. Và cụ thể chúng ta có thể ghi nhớ trong một cái bảng ghi nhớ ngắn gọn như sau. Trong một chu kỳ theo chiều từ trái sang phải, chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố tăng dần, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng, tính base của các oxide và hydroxide giảm dần, tính axit tăng dần. Trên một nhóm A thì theo chiều từ trên xuống dưới là chiều tăng điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện giảm dần, tính kim loại tăng, tính phi kim giảm, tính bây giờ của các oxide và hydroxide tăng, tính axit giảm. Và chúng ta có thể ngắn gọn ghi nhớ sự biến đổi một số tính chất trong bảng này. Chúng ta cùng sang nội dung thứ hai, đó là ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Và chúng ta cùng tìm hiểu quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử, vị trí và tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Ba yếu tố này có mối liên hệ qua lại, ràng buộc, chặt chẽ với nhau. Từ cấu hình electron, ví dụ chúng ta có cấu hình electron của nguyên tố Na, sodium là số thứ tự 11, cấu hình 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, chúng ta có tổng số electron là 11. Như vậy nguyên tố này chúng ta sẽ xác định được nó ở chu kỳ 3 là có 3 lớp electron. Số thứ tự ở ô số 11 vì tổng số electron là 11 tương đương số hiệu nguyên tử. Nhóm 1A vì có một electron lớp ngoài cùng. Và dựa trên yếu tố này, chúng ta thấy tính chất. Đây là nguyên tố có khả năng nhường electron, hay nói cách khác là tính chất kim loại mạnh. Độ âm điện sẽ nhỏ, bán kính sẽ lớn. Và hợp chất oxide cao nhất Na2O có tính base. Và hợp chất hydroxide tương ứng NaOH có tính base. Và đây là nguyên tố nhóm 1A, cho nên tính base mạnh và tính kim loại. Như vậy chúng ta có thể thấy từ cấu hình electron nguyên tử có thể suy ra tính chất nguyên tố, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Ngược lại, từ vị trí chúng ta có chu kỳ 3, chúng ta xác định được có 3 lớp electron. Nhóm 1A có một electron lớp ngoài cùng và chúng ta cũng xác định lại được cấu hình electron. Từ vị trí này chúng ta cũng suy ra được các tính chất đặc trưng của nguyên tố và hợp chất tương ứng. Đó là chúng ta kết thúc bài số 7. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.